thành tâm tu tập, nguyện cho đệ tử chúng ta thân cô tráng kiện mạng gì ra bệnh tu đỡ không, không tu nổi đã chưa, đừng có bao giờ nói luôn cái mạng này chỉ bỏ, phải không, cái mạng này coi như bỏ tu thôi, không có thân phải có tâm tu tu, cái gì nó cũng phải có sự kết hợp hài hòa, không thể tách ra khỏi thân tâm. Mã minh minh hài hòa, pháp giới hài hòa, minh kiểm được pháp lưng, mọi thì pháp lưng ở ngoài cũng kiểm hợp, đúng không, tâm bình thế giới bình, đúng không, cho nên ông thầy đó thanh tịnh cho nên cái chùa sao đó thanh tịnh, còn thầy đó mình đánh coi mình tự ra bị các bạn tán ra vô thì đâu phải chùa thanh tịnh đâu, đúng không, hiểu chưa? Rồi thấp giả đến vô là cầu cho ông Phật mình là thường trụ, nó luôn luôn là sáng kiếm để nhắc nhở mình, còn thương trụ là để tâm mình thánh thanh tịnh và sáng. Mà ông thầy đó có làm được chưa, ông sư đó làm được chưa, được, vì sao kiếm giác ngộ rồi, sau khi ông làm cho pháp luân thường chuyển rồi là cái chùa được thanh tịnh thì lúc nào cũng sống hài hòa, không còn như là thường nữa, gọi là Phật trụ thế không, chứ đâu cần phải gặp Phật trụ thế, tỉnh đạo không chết nhập niết bàn, mà cái Phật này thì không bao giờ nhập niết bàn, hả quý vị sống nói xong quý vị chết nó chết, cho nên nó không, hả quý vị chết quý vị nó biết nó chết không, không, quý vị sống biết nó sống không biết, cho nên nó là thường trụ. Tỉnh Phật trụ thế có nghĩa là tỉnh ông Phật của mình hàng giác ở đây, luôn luôn giác ngộ, mình sống nó sống, mình chết nó chết, đúng chưa, mà nó không có chết, bởi vì kiếp này mình giác, kiếp sau mình giác, còn kiếp này mình ngu, kiếp sau vẫn ngu, ngu hơn hả, ngu hơn tu đi tu bất đi. Bát nhã đường tỳ Phật học, phải không? Đường tỳ Phật học là gì? Dễ ẹt. Đường tỳ Phật học là thầy đem về đó, con đem hết bộ tam tạng kinh điển của Phật ra con học, con sẽ nghiêm túc và con sẽ lúc nào cũng học. Cái đó không phải là đường tỳ Phật. Tất cả kinh điển Phật nói nó phát xuất từ đâu, nó phát xuất từ trong chân lý, nó trong cuộc sống này, ở đâu cũng có Phật, ở đâu cũng có chân lý và ở đâu cũng có bài học để giác ngộ. Cái bà Trang Tu Ngọc Nữ cũng là một bài học, anh Trần Khánh Linh cũng là một bài học. Vậy chúng ta tìm Phật học ở trong kinh điển là ở đâu? 25 thế kỷ trước Đức Phật nói lại, Đức Phật đem tất cả những kinh nghiệm của cuộc sống ra để nói, đem những cái ví dụ trong cuộc sống để nói. Thì bây giờ trong cuộc sống này cũng có kinh điển này trước mặt của vị xuống, không có những cái gì đâu. Cho nên thường trường học nghĩa là học tất cả mọi cái tốt và xấu trong cuộc đời, tốt thì mất trước và xấu để lánh. Cho nên Lục Tổ có nói câu Phật pháp bất ly thế gian, người nào bất ly thế gian mà cầu Phật pháp mà kiếp mà tìm cầu sự thánh học trong Phật pháp bằng kinh điển, người đó không bao giờ giác ngộ. Mỗi thời đại, mỗi hoàn cảnh đều có sự biến đổi và Phật pháp cũng biến đổi và để cho chúng ta sự giác ngộ. Người nào muốn lui về quá khứ để tìm giác ngộ, người đó sẽ không có giác ngộ, bởi vì anh đã tách ly cuộc sống. Cho nên tự tiện học là phải học tất cả những cái giác ngộ ở ngay trong cuộc sống, trong hoàn cảnh này, và lấy giáo điểm của Phật để xôi rọi nó, vì chúng ta đã có thường pháp luân thường chuyển. Một người đã pháp luân thường chuyển thì ở đâu cũng có giác ngộ. Một người ngu si thì giàu có học kinh điển cũng có giác ngộ. Một người mà ngu si rồi giàu đứng trước một bài học giác ngộ cũng không có giác ngộ, vì cái tâm giác chúng ta không có. Hiểu chưa?
Thầy hiểu lẹ quá. Thầy nghi mấy người hiểu lẹ lắm. Không vô thầy. Cho nên học được điều đó cũng mới là cũng giả. Làm việc hàng cũng chúng sanh. À nếu mình không hàng chúng sanh, mình tách ly cuộc sống để mình tìm giác ngộ, mình tách ly cuộc sống để mình thành Phật, người đó không bao giờ thành Phật. Mà tâm người đó chỉ gọi là sở trì trước. Có gì hiểu sở trì trước là gì không? Là cái biết mình chỉ nghiêng ở trong Phật Pháp, trong kinh điển, mà không có thích nghi trong cuộc sống, mà không có hài hòa cuộc sống để hướng dẫn người ta trong cuộc sống. Hồi trước có làm neo không? Làm có làm neo không? Vậy bây giờ ông thầy phải hiểu cái những cái cách làm neo thế nào, hiểu cách dục dục trong điểm neo kiểu nào, dành khách kiểu nào, dành mối kiểu nào. Vũa neo mà người ta không cho tiền tiếp cũng chửi nữa. Là ẩu ra cái tiền lẻ nữa, đúng không? Mình phải hiểu cách sống như vậy. Mình hướng dẫn Phật tử mình cũng sống như vậy. Nhưng mà cái cách là tốt hơn, làm tốt cho khách để người ta vui, phải không? Mà mình cũng được. Có không? Mấy bà thấp có giảng không? Có hàng hướng chúng sanh là gì? Phải ngay trong hoàn cảnh này hướng dẫn người ta sống trong hoàn cảnh này, chứ không phải hướng dẫn người ta theo cái kiểu ngày xưa. Trời ơi, thế kỷ 21 rồi mà cứ đem cái thế kỷ luôn hồi nào đó mà đem ra giảng, đem ra nói thì không thích nghi, mà không phải hướng dẫn người ta. Cho nên phải gọi là hàng tử chúng sanh, là hiểu cách, hiểu tâm lý chúng sanh, hiểu cách sống chúng sanh, và mình cũng hài hòa cái sự để mình thấy được cái điều đó. Có gì thấy tôi có khôn không? Tôi là người khôn nhất đó. Có gì thấy tôi sức khỏe không? Thấy tôi nói chuyện không? Ở đâu tôi cũng có hiện diện hết. Tôi học cái gì vậy? Học cách của quý vị. Cho nên có gì đó nhiều người hỏi rồi xong nói ngay tim đen mình, chị tôi biết tim đen của chị là có gì xì tôi nghe rồi. Có gì đâu, cái tôi mà ngồi trên đây tôi nam mô gì Phật thì có gì qua dưới trong Phật tôi đâu biết có gì làm trò gì. Cho nên phải gần gũi chúng sanh mới thấy được tâm chúng sanh, mới thấy được cách sống chúng sanh, mới hướng dẫn được người ta cụ thể. Nhưng mà tâm mình biết hết tất cả mọi chuyện của chúng sanh mà không khi chúng sanh, bởi vì đó là vì họ chưa chứng đạo, còn mình cũng chưa chứng đạo, cho nên mình cũng không phải là hơn gì. Thì cái đức mình phải có. Nếu mình biết ôi cái thằng người đang đó học ra gì hết thì mình có đức chưa? Chưa chắc mình ra. À, mình khi người ta, mình khen người ta chính là mình khen người ta. Đức ở đó. Cho nên quý vị chỉ cần một bài kinh, em mà xuống đi. Quý vị chỉ cần một bài kệ mà quý vị áp dụng và hiểu được thì quý vị đủ để tu. Quý vị hiểu được chưa? Không cần học nhiều, chỉ cần hiểu được ý của Phật là quý vị có được. Ngày hôm nay thầy vừa cho quý vị thấy một câu chuyện ở ngoài đời, có những cái gì ở ngoài đời, trong đạo có gì phải trong đạo. Đừng tưởng ở ngoài đời cái thầm khu vô đạo thì không có cái gì có thầm khu. Mình hãy thấy được cái thầm khu của mình chính là Phật đã ở đó. Quý vị được điều đó chưa? Người nào thấy trong tâm mình còn có thầm khu là người đó là Phật. Người nào thấy trong tâm mình là Phật, người đó luôn luôn là thầm khu. Thầy chỉ cho cách nè, tam thập lục kế di tẩu đủ sách là đủ cách, đúng không? 36 cách rồi mà không có chạy thoát thì phải đâu ngồi đấy nó tắt khỏi chạy. Chạy đông chạy bay chạy trên chạy dưới 36 cách mà không có cách nào chạy thoát hết thì tại sao không ngồi xuống để khỏi chạy mà khỏi mệt? Vì người ta chỉ được mình khi mà mình chạy, không ai được mình khi mình ngồi. Tại vì mình muốn cái gì đó cho nên mình sợ mình chạy, mà bây giờ mình không muốn gì hết cần gì phải chạy.